một nữ nạn nhân xấu số được phát hiện tại khu vực mương nước thôn Lãnh Trì, xã Mộc Nam, tỉnh Hà Nam. Không có giấy tờ tùy thân, ngoại hình biến dạng do ngâm nước lâu ngày, trên lưng bị đè bởi tảng gạch lớn. Dấu vết tại hiện trường gần như bị xóa sạch do trời mưa kéo dài mấy ngày trước đó. Nạn nhân là ai? Tại sao lại nằm lạnh lẽo dưới mương nước như thế này? Ai là kẻ đã ra tay sát hại nạn nhân? Chiều ngày 13 tháng 4 năm 2011, anh Nguyễn Hồng Công, xã Châu Giang, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam đi đánh cá ở đoạn mương nước thuộc thôn Lãnh Trì, xã Mộc Nam. Chẳng hiểu có gì xui khiến mà anh Hồng bủa lưới ở nơi này đến 3-4 lần. Khi chạm phải vật nặng, kéo lên, thấy đó là một vật thể giống người đang thối rữa, bị chèn tảng bê tông và được đóng buộc dưới dòng mương đầy bèo vẫn ná mạnh. Anh vội chạy đi trình báo cơ quan công an. Nhận được tin báo, ngay trong đêm, các lực lượng nghiệp vụ của Công an tỉnh Hà Nam đã đến hiện trường tiến hành các hoạt động cấp bách. Nhận định ban đầu, lực lượng công an cho biết người xấu số kia là nữ giới, tại thời điểm phát hiện đã phân hủy. Có thể đã tử vong từ 5 đến 7 ngày trước. Ở phần đầu có rất nhiều vết rách da, xương sọ bị vỡ. Tại hiện trường, có tảng gạch dùng cọc tre được níu bằng dây dù để dìm nạn nhân. Dấu vết này cho thấy đây là một vụ án mạng. Khó khăn lớn nhất lúc này là nạn nhân đã ngâm dưới nước nhiều ngày, mặt mũi biến dạng và phân hủy, không thu được dấu vân tay, không có giấy tờ tùy thân cũng như đồ tài sản giúp xác định tung tích nạn nhân. Trong khi hoạt động điều tra trọng án rất cần dựng lại danh tính bị hại để có căn cứ xác định các quan hệ và sử dụng thời gian, từ đó mới lần ra thủ phạm. Mặt khác, các dấu hiệu tại hiện trường đều không còn gì sau nhiều trận mưa lớn trước đó vài ngày. Hiện trường lại nằm ở giữa cánh đồng gần nghĩa địa, cách xa khu dân cư, nên hoạt động rà soát truy tìm nhân chứng tại hiện trường không thu được bất kỳ thông tin gì có liên quan đến vụ án. Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự tỉnh Hà Nam cho biết, manh mối để lực lượng điều tra suy đoán về nạn nhân dựa vào đặc điểm ngoại hình. Người này mặc áo màu da báo, váy lửng bằng đồ bóng, chân đi đất, bôi sơn móng chân móng tay, cắt tóc tém. Ăn diện như vậy rất có thể là người từ địa phương khác đến, vì đây là vùng quê thuần nông. Chúng tôi suy nghĩ đến giả thiết nạn nhân có thể là tiếp viên nhà hàng, hoặc làm ăn ở nơi xa, trên đường về thì bị các đối tượng sát hại, cướp tài sản, hoặc nghi bị làm bậy, nhưng do kháng cự nên bị đối tượng sát hại rồi giấu xuống mương để phi tang. Cũng có thể nạn nhân bị sát hại ở nơi khác, chỗ này không phải là hiện trường chính mà chỉ là nơi xóa dấu vết của tội phạm. Nhưng điều này cũng cho thấy thủ phạm phải là kẻ thông thạo địa hình nơi đây. Mặt khác, chúng tôi suy nghĩ rất nhiều về tảng gạch đè lên lưng nạn nhân, có 3 mặt ốp gạch men màu trắng đã cũ. Liệu vật này rất có thể là một mảng tường xây của một hộ dân nào đó ở gần đây. Việc truy tìm nguồn gốc tảng gạch này là một trong những nhiệm vụ cấp bách trong công tác truy xét thủ phạm gây ra vụ án. Nhiều điều tra viên trinh sát được tung vào cuộc. Khi một điều tra viên tìm đến khu xóm 6, thôn Lãnh Trì thì phát hiện một số thông tin quan trọng. Đó là ở đầu làng có một hộ gia đình sửa công trình phụ cách đó khoảng 6 tháng. Chủ nhà đã để 3 tảng bê tông trước cửa, nhưng giờ phát hiện bị mất một tảng, và đó chính là thứ đã được dùng để dìm nạn nhân. Sau nhiều biện pháp điều tra, nhưng bóng dáng thủ phạm vẫn mịt mù, cũng chưa thể xác định được tung tích của nạn nhân. Từ giả thiết về công việc của bị hại, từ những dấu vết thu thập được, lực lượng công an đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, địa phương trong tỉnh tiếp tục triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tổng rà soát tất cả các nhà hàng, khách sạn, quán karaoke, massage, gội đầu, tẩm quất trên địa bàn tỉnh để tìm kiếm, phát hiện các trường hợp có trình báo mất tích hay vắng mặt nhiều ngày, chưa quay lại làm việc hay không. Thông báo truy tìm tung tích nạn nhân được gửi đến các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an 63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Dù đã rất cố gắng,
nỗ lực, nhiều lần tưởng chừng đã tìm được danh tính bị hại, nhưng đều không đúng. Cuộc điều tra có dấu hiệu lâm vào câu rầm bế tắc. Giữa bao khó khăn trong hành trình giải mã vụ án, Cục xuất nhập cảnh Bộ Công an gửi đến công an các địa phương trong toàn quốc bản thông báo truy tìm tung tích một nữ giới quốc tịch Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu Hữu Nghị vào lúc 12 giờ ngày 8 tháng 4, sau đó thì mất tích. Linh cảm có mối liên hệ nào đó với vụ án đang bế tắc. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Nam đã đề nghị cơ quan nghiệp vụ cung cấp thông tin của gia đình người mất tích bên Trung Quốc hoặc những người làm ăn với người mất tích tại Việt Nam, đồng thời cử một tổ công tác lên Hà Nội triển khai xác minh. Kết quả xác định người trình báo trường hợp mất tích này là bà Thu Anh ở khu tập thể Đầu Tàu, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Theo đó, bà Anh có hẹn công chuyện với một nữ doanh nhân người Trung Quốc tên là Khâm Xuyên Tiên, sinh năm 1964 tại tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Ngày 8 tháng 4, bà Tiên đã nhập cảnh vào Việt Nam nhưng không đến gặp bà như đã hẹn và bật vô âm tín. Từ đó, bà Anh cho biết người này thường qua lại buôn bán ở Việt Nam và ở trọ khu vực bến xe Gia Lâm, Long Biên. Tổ công tác của Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Nam đã phối hợp với Công an huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội ra soát toàn bộ nhà nghỉ, khách sạn trên địa bàn để tìm nơi bà Tiên đã lưu trú. Mặt khác, thông qua Cục xuất nhập cảnh, lực lượng công an đã mời nhân thân của bà Tiên sang nhận diện người thân. Khi nhận diện nạn nhân tử vong dưới mương nước qua ảnh, chồng và con bà Tiên thấy nạn nhân tương đối giống người thân của mình. Lực lượng công an đã thu mẫu gen của họ gửi Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an tiến hành giám định ADN. So với nhận định ban đầu, nạn nhân là cô gái trẻ, việc chênh lệch tuổi khiến nhiều giả thiết bị lệch hướng. Cảnh sát đề nghị người nhà của bà Tiên sang đối chứng. Viện Khoa học Hình sự xác định thi thể có gen trùng với con và em ruột của bà Tiên. Nạn nhân được xác định chính là bà Khâm Xuyên Tiên, quốc tịch Trung Quốc. Theo trình báo, bà Tiên là thương gia kinh doanh bao bì đựng sữa đậu nành, thỉnh thoảng sang Việt Nam làm ăn và thường có người xe ôm tên là Hùng làm phiên dịch. Danh tính nạn nhân đã rõ, nhưng vì sao chị lại tử vong dưới mương nước ở một vùng thôn quê cách xa Hà Nội vẫn là câu hỏi lớn thách thức người phá án. Qua rất nhiều biện pháp xác minh, hành tung của nữ giới này trong quá trình ở Việt Nam trước đây dần được dựng lên. Tiếp xúc với một bạn hàng của bà Tiên, trinh sát được biết đã có lần nữ doanh nhân này được một người lái xe ôm tên là Hùng, thạo tiếng Trung Quốc trở đến giao dịch. Tổ công tác liền phối hợp với công an quận Long Biên bí mật truy tìm đối tượng tên Hùng lái xe ôm, thạo tiếng Trung Quốc tại khu vực bến xe Gia Lâm. Tìm mãi cũng thấy nhưng người này lại có tên khác nữa là Nguyệt, cũng chưa biết có phải kẻ đã đi cùng bà Tiên hay không. Một điều khiến trinh sát phải khấp khởi mừng thầm, đó là có tin gã xe ôm này có quê gốc ở Hà Nam. Kết quả tra cứu tàn thư căn cước công dân xác định được kẻ nghi vấn có tên đầy đủ là Phạm Thu Nguyệt, tên thường gọi khác là Phạm Mạnh Hùng, sinh năm 1963, trú tại xã Mộc Nam, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Thông tin này khiến các trinh sát phấn chấn hẳn lên vì đã thỏa mãn dấu hiệu hung thủ thông thạo địa hình. Vấn đề là gã có đồng bọn hay không, vì tảng gạch đè lên lưng nạn nhân rất nặng, phải hai người mới bê được. Một chỉ huy của ban chuyên án cho biết, đi sâu vào Hùng, chúng tôi được biết anh ta thạo tiếng Trung vì có 10 năm làm ăn ở biên giới, thường đi lại làm ăn với đứa cháu ruột tên là Thành. Người này đang cặp với một cô sinh viên trường cao đẳng sư phạm Hà Nam. Nghiên cứu mối quan hệ này, trinh sát đã phát hiện được một nguồn tin hết sức quan trọng. Đó là Thành đã từng cho người yêu một ít tiền nhân dân tệ và vài vật dụng đắt tiền. Kết hợp với các tài liệu chứng cứ khác, chúng tôi quyết định phá án. Việc bắt giữ Hùng và Thành được tiến hành đồng loạt ở hai điểm khác nhau tại Hà Nội và Hà Nam. Kết quả khám xét chỗ ở của Hùng, tức Nguyệt, tại quận Long Biên, Hà Nội đã thu giữ được nhiều tiền Trung Quốc. Tại cơ quan điều tra, Hùng và Thành đã phải khai toàn bộ hành vi tội ác của mình. Theo đó, Hùng là người thường được bà Tiên thuê chở đi giao dịch vì biết tiếng Trung. Khi biết bà Tiên đi Bắc Ninh thu số tiền hàng khoảng 600 triệu đồng, Hùng đã nảy lòng tham muốn sát hại bà Tiên để chiếm đoạt số tiền này. Để thực hiện âm mưu, Hùng đã gọi điện thoại rủ Thành cùng gây án và hứa sẽ cho Thành tiền. Ngày 8 tháng 4, sau khi nhập cảnh vào Việt Nam,
bà Tiên có điện thoại cho Hùng nhờ trở đi lấy tiền hàng. Khoảng 17 giờ cùng ngày, Hùng tạo cớ rủ bà Tiên về thăm mẹ Hùng đang nằm viện ở Hưng Yên. Kỳ thực là muốn chở bà Tiên sang Hà Nam để gây án. Bà Tiên không chút nghi ngờ đi theo Hùng đến khu vực mương nước thôn Lãnh Chỉ thì rơi vào bẫy của bọn tội phạm. Hai tên này đã dùng một vật cứng sát hại nạn nhân. Sau khi lấy hết tài sản, chúng bê người đàn bà xấu số dìm xuống mương nước với tảng gạch và đóng cọc tre, dây dù để phi tang. Cuối năm 2011, Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Nam tuyên phạt Hùng án tử hình, Thành trung thân về tội giết người và cướp tài sản.